bạn ngưỡng mộ Bill Gates, thần tượng Steve Jobs, yêu mến Mark Zuckerberg và ước mơ trở thành một Nguyễn Hà Đông trên bản đồ công nghệ thông tin toàn cầu. Mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực nếu bạn có đam mê, sự nỗ lực và một khởi đầu vững chắc. Lựa chọn khoa tin học trường Đại học Sư phạm với hai ngành cử nhân sư phạm tin học và cử nhân công nghệ thông tin, bạn sẽ có cơ hội viết những dòng đầu tiên trên hành trình chinh phục những ước mơ rộng lớn của mình. Chương trình học được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng thao tác các công cụ máy tính và sử dụng hệ thống phần mềm một cách hiệu quả, kỹ năng thực hiện phát thảo và nâng cao hệ thống phần mềm dựa trên cơ sở máy tính, kỹ năng đánh giá hệ thống máy tính theo các thuộc tính chất lượng nói chung và các khả năng ứng dụng để giải quyết vấn đề thực tế, kỹ năng áp dụng các nguyên lý về sự giao tiếp người, máy để đánh giá và thiết kế các sản phẩm dựa trên sử dụng giao diện chung, các trang web và hệ thống truyền thông v.v. Cơ hội việc làm rộng mở tại các công ty phần mềm, các đơn vị thông tin và truyền thông, quản trị phần cứng và phần mềm tại các ngân hàng, khu nghỉ dưỡng cao cấp, giảng dạy công nghệ thông tin tại các cơ sở giáo dục hay trở thành những lập trình viên tự do. Luôn được tiếp cận với những tri thức mới và liên tục cập nhật. Nhiều thách thức, cơ hội để vượt qua chính mình. Khoa tin học trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, lên lập trình ước mơ mang tên bạn.